Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft siêu headset. Và ở tập trước thì mình có một chuyến khám phá đi về hướng Tây Bắc nè và phát hiện được rất là nhiều thứ mới lạ. Ngoài ra thì ở cuối clip thì mình có mở mấy cái hộp quà và nhận được thêm một cái nón màu tím này. Như vậy thì mình đã gần full cái set đồ này rồi. Nhưng mà bây giờ mình mới biết cái set đồ này cho khi mình mặc ba món vào á thì nó sẽ cho mình cái khả năng thở dưới nước nè. Hai món là cho mình khả năng thở dưới nước rồi, hay là tại cái nón ta? Chắc là tại cái nón á, cái nón sẽ cho mình khả năng thở dưới nước. Uầy, cái set đồ này đi khám phá biển là sẽ nha. Nhưng mà bây giờ nếu mình mặc vô á, thì nó sẽ có hiệu ứng của cái thở dưới nước á, hơi khó nhìn một xíu. Nhưng mà thôi kệ đi, chịu khó thôi chứ sao giờ. Rồi, và trong ngày hôm nay á, thì mình sẽ tiến hành nâng cấp mấy cái dụng cụ của mình lên một cái. Chẳng hạn như là cây cúp kim cương nè, mình sẽ ép cho nó cái dòng gia tài 3 nha. Đây, gia tài 3 nè. Ui, mình nghĩ không đủ quá. Mình chỉ đủ ép gia tài 2 thôi hả? Ép gia tài 3 là mình phải farm thêm đó. Để khi nào về á, thì mình sẽ nâng cấp nó lên gia tài 3 đi. Để bây giờ mình lấy một ít cái hắc kim thạch và làm một cái cánh cổng nether để đi xuống phía dưới. Lấy một ít cái đá phát sáng về sử dụng trong thời gian sắp tới. Chứ hổm rày á, mình vẫn chưa có đi xuống nether một lần nào. Và mình cũng đang thắc mắc là không biết nether trong thế giới headset này có gì đáng sợ không nữa. Để bây giờ chúng ta cùng nhau làm một cánh cổng rồi xuống dưới trải nghiệm nha. Ôi, mình lấy có hai cái khối thác kim thạch nè, phải lấy khoảng 10 khối thì mới làm được cánh cổng. Đâu rồi ta? Đây. Lấy mà cũng lấy thiếu nữa, bó tay luôn á. Rồi, giờ thì mình đã đủ rồi nè. Để bây giờ mình sẽ trở lại đó và làm một cánh cổng, rồi sau đó đi xuống dưới luôn nha. Và hy vọng rằng mình sẽ có thể gặp được cái tòa pháo đài ở dưới địa ngục càng sớm càng tốt, để mình có thể tìm được nhiều đồ xịn hơn. Chứ mấy cái chỗ bình thường dưới nether thì không có đồ xịn cho mình đâu. Rồi, nhảy lên đây nè. Ở đây. Và đặt một block để làm tựa. Và cuối cùng là hai cái khối hắc diệm thạch trên cùng. Vậy là mình đã xong được một cái cánh cổng nether rồi. Chắc mình sẽ lắp cái chỗ này luôn đi, nhìn cho nó đẹp. Rồi, xong. Bây giờ mình sẽ bắt đầu châm lửa lên một phát. Đó, vậy là mình đã có được một cánh cổng nether rồi. Không chần chờ gì nữa. Và cái ba lô thì mình cũng đã dọn dẹp cho sạch sẽ. Để bây giờ mình cùng nhau xuống nether thử xem nha. Rồi, đi thôi nào. Giờ thì không có nhìn trong bóng tối, xuống dưới chắc nó tối thui ha. Chịu khó một tí nha. Và không biết mình sẽ xuất hiện ở một nơi nào đây. Ui, cái gì mà tối mệt vậy? Ba sồ, cái khói này tên là khói ba sồ. Và ở đây là cái chỗ nào mà đen thui vậy ta? Để mình coi, còn mình có một ít cây đuốc nè. Mình sẽ cầm lên tay để cho nó sáng sáng một tí nha. Tìm đường đi ra ngoài coi. Ui, nether dưới đây hơi bị nguy hiểm nha. Ở đây còn có một cái cây ma nữa nè. Mình sẽ chặt thử cái cây ma này coi như thế nào. Ui, đưa ra mầm cây luôn hả? Và cái cây ma này sẽ có thể chế tạo được que, làm mấy cái đồ linh tinh và một cái bàn gì nữa. Cái bàn này mình cũng chưa biết dùng để làm gì nữa ta. Ồ, cái gỗ này chắc mình sẽ đem về tạm đi. Và đây còn một cái nè để mình chặt nốt luôn nha. Rồi, vậy là xong rồi. Và phía trên cao cao kia là cái quặng gì đây? Hình như mấy cái quặng đó liên quan đến cái mod Tinker Concert đó các bạn ơi. Và đây là cái lá máu hả? Ui, căng thẳng nha. Ui, mình nghe tiếng con gì? Thì ra cái cây này nó mọc ngược. Mình biết rồi, cái cây này nó mọc ngược nè. Ui, ở dưới nether trong siêu ship này nguy hiểm ghê đó. Và mấy cái lá này không rơi ra gì hết. Và bây giờ chắc mình sẽ đi tìm cái tòa tháp. Hên. Anh Spiderman không có quấn mình. Tại vì mấy ảnh chỉ quấn mình khi mà mình quấn ảnh thôi à. Rồi, và để coi đây có cái quặng gì nào. Cái này là... nó cứng lắm, mình cần phải có một cây cúp cấp độ là cobble thì mới có thể đào được. Cái này là cũng là cobble nữa nè.
Ủa cúp kim cương là xịn nhất rồi mà ta. Sao vẫn chưa đào được cái này? Ồ, khó hiểu thiệt á, mấy cái quặng ở dưới đây hơi bị cứng luôn. Rồi, còn đây là gì nữa đây? Sao ở đây lại có mấy cái... À, đây... Ủa nãy giờ mình quên lấy mấy cái... Đá phá sáng ta, đó đó, đá phá sáng kìa. Và ở dưới này còn có vàng nữa chứ. Liệu liệu rằng có mấy cái kim cương không? Nếu có vàng chắc cũng có kim cương đó. Nhưng mà thôi tạm thời gác qua việc đó. Bây giờ nhìn một bước thôi là nhảy xuống lava tắm như chơi nha. Rồi dập mấy cái này nè. Sau đó thì mình sẽ lấy ít mấy cái khối netherrack này để mình có thể làm block và đi lên lấy đá phát sáng nha các bạn. Đây hơi nguy hiểm một tí, tại vì mình vứt cái cây hammer ở đâu mất tiêu rồi, nên tạm thời dùng cái ui cái cúp kim cương. Ấy ao, ui 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 ui, chưa, chết rồi, mình quên mang thức ăn nữa, chết rồi, vậy thì chết mất. Thôi, tạm thời đi về một cái, về lấy thức ăn rồi hồi máu lại trước mọi người. Đừng. Ui nguy hiểm vậy ta. Chỉ có một cái con play thôi à, bắn đúng một quả cầu cái mình chết cháy luôn rồi. Mấy con quái trong chế độ hết xít khó này nó căng thẳng vậy đó. Bây giờ mình sẽ lấy một miếng thịt heo ăn để chữa đói nè. Và bây giờ mình sẽ cuốc bộ lại cái chỗ Nether đó nha. Rồi không biết dưới có lấy lại đồ được không nữa. Nè, đây có cái điểm death này đi được không? Ui nó dịch chuyển mình qua Nether luôn. Ấy. Ui mày quá. Ui mấy anh ơi bình tĩnh. Rồi mất cây sẻn rồi. Ây cha. Ao. Ui mất hết một cây sẻn hiệu suất rồi. Xui ghê, đập một phát rơi vô lửa luôn chứ. Vậy là mình phải có một cái vũ khí tấn công tầm xa rồi. À, nếu đã làm khó nhau như vậy thì chắc bây giờ mình sẽ về nhà nghiên cứu rồi chế tạo một cái cây cung đi. Để xuống đây mình trả thù mới được. Chứ mới xuống Nether chưa quen biết gì đã quýnh người ta như vậy rồi. Rồi bây giờ thì mình sẽ chịu khó nhảy về cái cánh cổng để mình có thể đi về nha. À mình có thể sử dụng cái này mà. Đâu rồi. Cái này thì mình có thể remove nè. Hoặc là để đó để mình tí mình dịch chuyển đi. Bây giờ mình sẽ về nhà làm cho mình một cái cây cung nha các bạn. Ở đây thì có khá là nhiều loại cung này. Nhưng mà tạm thời thì chắc mình sẽ chế tạo cung bằng khoáng sản đi. Chẳng hạn như là redstone hoặc là bằng than này. Luli nữa chứ. Chắc mình sẽ làm cung nào ta? Luli với redstone cung nào đẹp đây? Mình thích màu xanh hơn. Ok chắc bây giờ mình sẽ làm cây cung bằng luli nha. Coi sức mạnh nó như thế nào. Đầu tiên thì mình cần phải chế tạo 3 cái khối luli trước. Nè được 3 khối rồi nè. Sau đó thì mình sẽ xem lại công thức một cái. Ui nó cũng giống như công thức bình thường à. Cần thêm chỉ nè đúng không? Mình sẽ lấy thêm chỉ ở... Đây có 3 chỉ ở đây luôn. Vậy là được rồi. Giờ mình sẽ cho vô cái bàn chế tạo của Bro. Đặt theo công thức như vậy. Ta-da! Được một cái cung bằng luli rồi. Bây giờ thì chắc mình sẽ cường hóa nó lên một tí. Mình sẽ ưu tiên cái dòng vô hạn. Rồi luôn. Mất hết kinh nghiệm rồi. Ôi mình mất hết kinh nghiệm rồi. Mấy cái tên play kia thiệt tình á. Lấy hết kinh nghiệm. Úi mà sao cung mà lại có dòng nhạc này. Wow, chuyện lạ nha, lần đầu tiên mình thấy cung mà có dòng nhạc đó. Mấy cái gỗ này nung lên được không ta? Ui, gỗ ma này không có nung lên được. Và coi nào trong gương mình còn mấy cái đá phát sáng không? Mình hết đá phát sáng luôn rồi. Nếu tạm thời không chế tạo được cái cây cung enchant á, thì chắc mình sẽ có một chuyến khám phá đi. Mình có thể farm kinh nghiệm bằng hai cách á. Thứ nhất là đi mai, thứ hai là đi khám phá và đánh mấy con quái á. Và chắc mình sẽ chọn cái cách đi khám phá. Thì như vậy mình vừa có được kinh nghiệm nè. Và vừa có được những món đồ xịn khác nữa. Và bây giờ mình sẽ cưỡi em Chocobo này đi xuống đáy biển nha, để đi khám phá nha. Từ khi mà có cái quả cho em Chocobo khả năng thở dưới nước á, thì mình rất là muốn đi khám phá biển thử một lần. Và ở dưới đáy biển thì khá là yên bình, không có con quái vật nào xịn hết á. Hay là mình thử lội như vậy coi.
Ui, và hướng này có một cái khu vườn bóng tối nè. Wow, em Chocobo này lội giờ lội khỏe vậy. Hôm trước không có biết lội đâu, hôm nay đã biết lội rồi nè. Và dưới này còn có cái gì nữa? Tạm thời. Ui, đừng đứng lên xa quá nha em. Để mình xuống đây mình coi coi. Cái này là cái đèn biển. Đúng rồi, cái này là cái đèn biển. Ở dưới này thì hết rồi. À, em Chocobo không chịu nổi và phải lội lên trên rồi kìa. Mình thì được cái dòng thở dưới nước á, nên không sợ bị chết đuối. Và giờ chắc mình sẽ dẫn em Chocobo này đi khám phá tiếp thôi, chứ để em lên trển một mình thì không hay đâu. À, trên đầu mình như cái đảo Slam hả? À, trên đầu mình còn có một cái đảo Slam nữa cơ. Nè, nguyên một cái đảo Slam nè. Wow, được rồi nha. Và hình như phía bên này có một cái khu sa mạc nữa. Để mình thử qua đây và khám phá thử xem nhá. Và khu sa mạc này hình như... Ồ, bên đây là sa mạc, còn bên đây là dùng khu rừng bóng tối. Và kế bên đây còn có một cái tòa tháp và một cái đảo Slam. Được á nha, chắc bây giờ mình sẽ đánh tòa tháp trước đi. Và bây giờ mình sẽ đổi chiến thuật, mình sẽ bay một... À không, chạy chứ. Mình sẽ chạy một phát lên cái tầng cao nhất á, để đánh bại cái con boss của tòa tháp. Rồi sau đó xuống đây dẫn em Chocobo về nhá. Chứ không như mấy lần trước là đánh từ từ á, thì như vậy sẽ rất là mất thời gian luôn. Tại vì bây giờ á, dù sao mình cũng đã sở hữu được một cái vũ khí mới có tốc độ đánh nhanh hơn nè, cũng như là sức tấn công khỏe hơn rồi. Không chần chờ gì nữa, mình sẽ cố gắng đánh tòa tháp này trong thời gian nhanh nhất nha. Đầu tiên là nhòn nhọn nè. Rồi, đập spawner luôn đi, lấy thêm kinh nghiệm. Lẹ 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 lẹ. Mấy thằng dưới thì có gỗ thôi. Ê. Ui. Ui, nó rớt xuống một phát cái mình đập cái chết luôn. Và cái này là một cái loot bag màu cam. Hình như nó cũng khá là xịn đó. Bây giờ mình sẽ đập cái này ra. Nhọn nhọn nè. Skeleton nè. Rồi. Vũ khí mới có khác, đánh cũng khỏe hơn hẳn. Đi lên đằng kế thôi. Giờ chú ý là mình farm đủ. Ui, sao mới đây mình lên 13 level rồi. Nhanh vậy. Wow, 14 level rồi. Nhanh vậy. Có thêm chỉ nè và than. Được, lấy thêm. Đi xuống dưới đây. Mình là cây này có cái dòng hại thây ma. Mà con zombie xuống dám nộp mạng cho mình hả? Đập thêm cái này. Ui ui ui. Ê, dù sao thì mình vẫn ghét cái con nhện này nhất. Con nhện độc á. Mỗi lần đánh là thế nào cũng bị dính độc một lần. Con zombie này nữa. Đi xuống đây kiếm cái gì. Rồi, trong này có kính nè, lấy kính luôn. Đập cái spawner, vậy là được 17 level. Farm level chưa bao giờ đơn giản như vậy. Giờ mình sẽ tiêu diệt hết cái đống này và nhanh chóng lên cái tầng cao nhất. Rút kinh nghiệm lần trước á, thì mình sẽ chắc dùng cây rìu đập hết đồ trong cái rương đi. Không biết cách đó có được không nữa, tại vì mình muốn lướt hết đồ trong cái rương cái tầng kế con boss á. Như vậy thì mình sẽ tránh trường hợp con boss nó rơi xuống tầng kế. Ê, con boss nó rơi xuống và nó làm nổ mất hết đồ của mình á. Mình sợ mất đồ cơ. Skeleton lại đây. Ê, lại đây. Còn tên nào nữa? Rồi hết rồi. Đi lên đằng kế thôi. Mà nãy đi á, mình đem có một cái miếng thịt heo, không biết có đủ để đánh bại con boss trong đây không nữa. Mình sẽ cố gắng hết sức luôn. Rồi giờ lên đằng kế nè. Thằng này còn một cái spawner và một con zombie đứng canh. Cái này có hạt giống thì không cần. Hôm nay mình chưa có chế tạo cần câu á, không biết mình có nên câu cá thử một lần coi coi nó có cho mình đồ gì tốt không. Ý, đánh hội đồng, đánh hội đồng nè. Wow, mấy tên này tùy yếu nhưng mà thích đánh hội đồng. Trong này có da bò với thuốc súng, mình sẽ lấy về. Còn mấy cái đồ như kiếm sắt đó chắc mình sẽ hạn chế lấy để có thêm không gian. Đúng rồi, anh em tương tàn đi. Tương tàn rồi mình sẽ lợi dụng và tiêu diệt. Rồi đập tiếp spawner. Cái này thì ui, bình tĩnh nào, căng thẳng vậy. Lại là zombie. Áo sắp lưới bánh mì lấy được nè, than nè, chỉ nè. Rồi cái này thì chắc mình sẽ không lấy đâu. Rồi lên tầng kế nhá. Đứng ở đây canh cửa hả? Từ từ ta cũng lên mà. Đâu cần phải đón đón tiếp nồng nhiệt như vậy đâu. Nè nè nè, tầng trên là tầng cuối hết rồi. Để bây giờ mình sẽ thử cái biện pháp thứ hai mà mình nghĩ là có thể áp dụng nhá. Là đặt. Ủa cái gì vậy anh hai? Ủa tính ra mình chưa mở rương luôn á. Ui, chết rồi, xuống rồi. Ây. Tính ra mình chưa mở rương luôn.
Đùa nhau à? Mình chưa có moi rương mà, kỳ vậy. Hay là đứng lên cũng không cho nữa. Rồi luôn. Đồ đã nghèo rồi mà còn bị nổ nữa. Bó thầy luôn á. Vậy là cách đó không dùng được rồi. Còn đứng ở đó hả? Hôm trước mình đã quýnh theo nhự tử hết một tên giống như vậy rồi. Hôm nay thì mình sẽ làm thêm một tên nữa. Hôm nay... Ui ui, nó giỡn lên ơi. Ui, mấy tên này mạnh gì ta. Và bây giờ để đảm bảo cho mình có thể lấy hết đồ trong con boss thì mình sẽ cất đồ vô trong bớt nha. Rồi, chờ thời zombie để ăn tạm nè. Rồi, quay xuống trả thù thôi. Ui, lại mất thêm đồ nữa rồi. Như vậy thì mình một là không được đập rương, hai là không được ngồi lên rương, và ba là không được mở cái rương ra. Nếu không thôi thì con boss này sẽ nó chui xuống và đánh mình, tại vì nó phát hiện có sự xuất hiện của mình trong tòa tháp đó. Hơi căng thẳng đó nha. Nhưng mà bây giờ thì đỡ có thể đánh nó dễ dàng hơn bằng cái cây thương kim cương này rồi. Nó sức tấn công khá ổn và tầm đánh cũng khá là xa nữa. Đó, 22 máu, 19. Rồi, những cái giọt máu cuối cùng. Chuẩn bị đi chết đi. Rồi, và mình đã đánh bại được con boss này rồi. Để bây giờ mình sẽ lên tầng trên coi. Coi còn món nào còn sót rõ nữa không. Còn món nào sót không. Ui, nổ mất hết rồi. Ui, chắc bây giờ mình cũng đi xuống dưới với em Chocobo thôi. Ôi, tự nhiên để mất hết vài viên kim cương rồi. Tại thông thường mấy cái rương trên cùng á, nó sẽ có kim cương đó các bạn ơi. Và bây giờ mình đã được 23 level, có thêm một ít cái khoáng sản. Và chắc bây giờ thì mình sẽ đi vào vùng sa mạc này một tí nè, trước khi có một cái chuyến đi về nhà ngủ và trở lại Nether để trả thù mấy cái con Blaze nha. Rồi qua khu sa mạc này coi. Ý, lại có cua kìa. Có cua. Ở nhà mình có nấu một ít cái càng cua mà chưa có kịp ăn á. Để một xíu về mình ăn thử coi. Ăn lấy lại sức. Ý. Ui chết, mình không thể nào cưỡi em Chocobo và vừa đánh vừa tấn công được. Ui, mình lỡ đánh trúng em ấy hay hết rồi. Cố lên em ơi. Về nhà mình sẽ cho em ấy dưỡng thương. Ui, một xíu nữa là mình quánh ngõm em Chocobo luôn rồi. May mà mình sẽ dừng tay kịp. Và hướng này thì... Ây. Ui, hướng này lại có cái lỗ nữa. Sao ở đây nhiều lỗ vậy ta? Và với hình dáng của cái lỗ này thì khá là giống như là cái đảo trên trời đó các bạn ơi. Kiểu như đảo trên trời nó bị múc lên trên không á. Wow, cái hộp quà này cho gì nào? Cho đùi gà đúng thứ mình đang đói luôn nè. Và hướng này thì hết rồi. Hết thứ gì rồi. Để bây giờ mình sẽ trở về nhà để ngủ một giấc trước khi mình nâng cấp cây cung và trở lại cái khu vực Nether nha các bạn. Mình đã ngủ được một giấc cũng như là nấu chín cái phần cua nãy mình farm được rồi. Và bây giờ thì mình sẽ tiến hành nâng cái cây cung bằng lưu ly của mình lên nha, cho nó có vòng vô hạn nè. Kèm theo đó là sức mạnh được không. Ui, nâng được sức mạnh 5 luôn. Có thêm nhặt nữa. Vậy là mình chỉ cần chuẩn bị một cái mũi tên thôi. Và hôm trước mình có nhặt được một mũi tên ma quỷ. Để thử coi mũi tên này có áp dụng đối với cái cây cung vô hạn không nha. Được luôn. Wow, mũi tên ma quỷ này có thể dùng được với cái dòng vô hạn. Vậy thì tuyệt vời còn gì bằng nữa. Nhưng mà trước khi đi thì chắc mình sẽ đi tìm một ít cái quả cho em Chocobo của mình ăn cái đã. Hồi nãy mình lỡ tay khều trúng 2-3 cái gần ngõ mất tiêu rồi. Coi à, đây. Ở đây có cái quả mà em ấy thích nè. Nè, ở đây. Ui, hơi bị nhiều luôn. 1, 2, 3, 4, 5. À, và sẵn tiện đây á, chắc mình sẽ tìm cho em ấy một người bạn luôn đi. Chứ hổm rày á, thấy em ấy cũng ở một mình. Và khi mà mình đi ngang một vài em Chocobo không biết là được hay cái nữa, thì em ấy cứ hí lên một phát à. Chắc là em ấy cũng tới tuổi cặp kê rồi đó. Để bây giờ mình sẽ farm thêm tầm một quả nữa thôi. Một quả lovely rinsel này nè, để mình có thể cho em ấy ăn và tiến hành giao phối nha. Và coi nào, ở đây còn quả nào nữa không. Hình như mình nhớ không lầm á, ở nhà mình còn một quả như vậy nữa. Để về mình kiểm tra một cái trước. Rồi, được quá trời hạt giống luôn. Ẻm có ăn hạt giống không? Ui, thì ra ẻm chỉ thích ăn cái quả thôi.
ăn cho đầy máu lại em nha. Rồi, đầy máu lại rồi nè. Và coi coi cái quả đó có ở nhà không nè. Quả tình yêu. Wow, có luôn, có luôn. Được, được. Ở đây có một em chocobo nè, để mình lại mình thuần phục thử coi coi em ấy có chịu không. Em đó, em kia là đuôi 7 màu, em này đuôi vàng. Không không biết em ấy có chịu nữa, nhưng mà bây giờ mình cần phải kiểm tra giới tính trước. Lỡ mà mình thuần phục hay em được là không được đâu. Đây kiểm tra giới tính nè. Coi em này là đực nè đúng không? Ok, rồi tới em này thì sao? Nếu là cái thì mình sẽ kết duyên, còn nếu là đực thì... Ui, cái này là ý trời rồi, em này là cái nè. Rồi, này này này, anh cho nè, nhìn 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 anh, nhìn anh. Rồi, lại đây. Cho gặp bạn trai trước luôn. Ui, đây này nè, lại đây nè. Đi theo. Anh cho nè, đi theo nè. Ơ, không chịu hả? Không chịu nè, ăn nè, chịu đi. Ui, ăn một lần một đống quả của mình mà không chịu. À, xong rồi. Bây giờ mình có thể cưỡi chưa? À, mình còn thiếu một cái yên cưỡi. Để bây giờ mình sẽ kiếm cọng dây đâu rồi ta? Cọng dây. Đây, cọng dây đây, mình sẽ cho cái em chocobo đực này ở ngay cái cột này nha. Còn cái yên á thì mình sẽ mượn tạm đi, từ từ mình sẽ chế tạo cái yên khác. Rồi cho hai em ấy mỗi em một cái và dẫn em này về nhà thôi. Rồi, về nhà với bạn trai nào. Và kế tiếp á, mình sẽ cởi dây ra và tiến hành cái việc trọng đại nhất của một em chocobo đực, đó chính là lấy vợ. Rồi, hy vọng hai đứa sẽ chịu nha. Ui, chịu chưa? Ta-da. Ui, đẻ rồi nè. Ồ, thì ra chocobo đẻ trứng. Wow, thì ra chocobo đẻ trứng các bạn ơi. Ở đây mình còn cọng dây nào không? Nè, mình còn cọng dây nữa. Rồi, hai em chung một dây luôn nha. Như vậy tình cảm sẽ ổn hơn. Rồi, hai em ở đây đi. Và quả trứng này... Ơ, mình đang không biết là có đạp được không ta? Hay là để đây từ từ em này lớn nha. Để mình thử lấy cái đuốc ra coi. Ồ, quả trứng này chắc phải để ở đây để cho hai em chocobo này ấp ơ. Ok, tạm thời thì cho quả trứng này ở đây nhá. Còn bây giờ thì chắc mình sẽ chăn thì ăn không? Nó đầy máu rồi. Ok, cắt vô đi. Ý, cắt lộn chỗ. Mình sẽ cắt lên đường trên. Rồi, quyển sách này để đây để từ từ mình tìm hiểu thêm về mấy em chocobo. Và mình sẽ lấy ba lô nè, lấy thêm một ít cái đồ ăn và đi xuống Nether một lần nữa nha. Lần này mình quyết tâm là mình phải đánh bại hết mấy cái con Blay mà hồi nãy nó dám bắn mình, gây cho mình một vết bỏng rất là lớn luôn. Rồi, đi xuống cái khu vực Nether lại nè. Mình sẽ đi theo cách từ từ đi để cho nó đỡ giật lát. Rồi, giờ thì cùng nhau trở lại Nether và trả thù thôi. Hồi nãy mình nhớ mặt hết mấy cái tên Blay mà quýnh mình rồi. Ê, chưa, bình tĩnh nào. Ui, cái cung này bắn một phát, mục tiêu mình bắn á sẽ phát sáng lên. Ui, thế thì nó lại xịn quá. Đây mình sẽ đặt là portal nè, để có gì mình dịch chuyển lại đó. Rồi, sau đó thì mình sẽ đi lại cái điểm death hồi nãy thôi. Ồ, thì ra cái dòng cái mũi tên ma quỷ á sẽ giúp mình nhìn được kẻ địch, dù cho kẻ địch có núp ở đâu đi nữa thì vẫn có thể phát sáng giống như hồi nãy con bò bị mình bắn vậy đó. Wow, thì ra là vậy. Ui. Ui. Con nào bắn đây? Ui, suýt nữa mình nhảy xuống lava rồi. Ê. Con gì mà nhỏ xíu vậy? Ê, nó chết rồi. Và nó rơi ra cho mình một cái poison gland là cái gì đây? Dùng để chế tạo một cái súng bắn nhện nè. Ui, cái này còn có súng bắn tơ nhện nữa cơ. Rồi, dập tắt cái này nè. À, đây. Bắn nữa đi anh bạn. Bắn nữa đi, đùa với mình nè. Đùa với ninja rùa. Ui trời, bắn hộp ra. Đùa với mình nè, hai tên. Bắn luôn cái con kia luôn. Chạy đi đâu. Rồi chết rồi. Trả thù thành công. Và công việc còn lại của mình là nhặt đồ thôi nào. Ê, đứng trên đó đầu quá. Tại vì đó là mắt ma đó. Rồi lấy không dập hết cái lửa này coi. Đây có mắt ma. Để mình thử mình đào một khối coi có công thức nào liên quan đến mắt ma không. Mắt ma thì chế tạo gạch thôi hả, chứ không làm gì khác hết.
mình nhặt được ba cái que quỷ lửa nè. Tuyệt cú mèo luôn á. Rồi bây giờ thì chắc mình sẽ tiếp tục với công việc, đó chính là lấy một ít cái đá phát sáng mang về để sử dụng trong thời gian sắp tới nha các bạn. Mình đã lấy được một ít cái bột đá phát sáng rồi, và bây giờ thì mình sẽ tiếp tục đi khám phá một vòng ở khu vực này coi coi có cái gì đặc biệt khác không. Và đằng kia có cái con tên là Im. Ui con nhện dưới Nether nó bé tí hả, không để ý là không có phát hiện đâu. Còn đứng ở đây nữa. Ào, rớt hộp quà rồi. Rồi, ui cái chỗ này nãy giờ mình suýt chết mấy lần rồi á. Bây giờ mình sẽ nhảy qua đây một cái nè. Wow, và con này coi nó có quýnh mình không. Ui con này nhìn dễ thương vậy. Ôi nó kiểu như gấu bông heo vậy đó. Và không có quánh mình luôn. Ý, có quánh không? Không, mấy em này cô hả? Wow. Ui cái gì đây? Zombie Big Man cầm nguyên một cái hammer luôn hả? Hammer vàng luôn mới chịu nha. Trời ơi, cái này đập một phát chắc mình đi luôn quá. Ui cái gì kìa? Cái cây băng à? Mình nhảy lên một phát mình chui vô được luôn. Ấy, ôi chết rồi. Cái cây này chặt được không? Ôi mình chết, mình vứt cái rìu đi đâu mất tiêu rồi. Đây cây rìu đây. Ủa cây này không có lấy được. Nhưng mà thích quá à, mình có thể đi xuyên qua luôn á. Coi coi dưới này còn cái gì đặc biệt khác không? Ở đó còn có một cái bộ quá thạch gì của con gì ở dưới lava nữa ta. Ê cụ có con quỷ ở bên trong. Rồi ok ổn rồi. Và đây là cái núm gì đây? Sao dưới này nhiều cái núm lạ vậy? Núm lạ quái vật lạ nữa. Núm phát sáng dùng để chế tạo một bát súp gì đó có độc và đào chậm thôi. Cái gì chứ có độc là mình thấy không thích rồi đó. Rồi và bây giờ mình sẽ tìm cách trèo lên trên cái khu vực đó thôi nào. Nhảy lên. Rồi dùng cây cúp thôi. Bây giờ là lúc mình dùng cây cúp để có thể đi lên trên nè. Ở dưới có con mắt ma nhưng mà mình sẽ mặc kệ. Con gì nữa vậy? Foghorn. Con cáo gì đó. Con cáo kêu như cáo Nether đó các bạn ơi. Đây còn cái khó mắt ma nè, mình sẽ làm liều. Nhảy lên. Rồi. Ui, cáo gì hung hăng vậy? Mình chưa lên tới. Đấy các bạn thấy chưa, hậu quả của việc hung hăng quá là vậy đó. Rớt xuống dưới chết queo luôn rồi. Và hướng này thì... ở đây còn có một con nữa nè. Để mình thử tiêu diệt coi coi rơi ra món đồ gì. Cáo hung dữ. Cáo hung dữ nè. Rơi ra cho mình cái bột quỷ lửa cũng khá tốt. Rồi bây giờ mình sẽ đi lên trên chỗ này coi coi cái tòa tháp Nether này nó có nhiều rương chứa đồ xịn không nhá. Rồi đi lên thôi. Hướng này coi. Ui lại có mấy cái lá máu nữa kìa. Ở đây có nhiều lá máu cực luôn á. Rồi đi thôi. Anh em cũng mới con play hồi nãy. Anh với cha em. Anh em nè một tên. Ui thấp quá. Đợi cho ha. Mấy cái con play này á, mặc dù mạnh thiệt đó nhưng mà hình như bị cận. Ui định nói nó bắn không chính xác. Ai vậy nó bắn một phát một mất quá trời máu kìa. Chính xác thì sao? Ui hình như mấy tên này đón trước hướng di chuyển mình hay sao á. Mình vừa lú cái mặt ra bắn một phát là bắn nguyên quả cầu lửa vô mặt mình luôn. Rồi làm lại nè. Bắn với ai? Ui chưa chết. Chịu thua đi. Rồi vậy là xong rồi. Bây giờ chỉ cần lại đây và nhặt thôi. Ui ở đâu mà bắn ghê vậy? À thì ra núp ở đây. Núp ở đây nè. Chết đi. Một tên nữa. Nhặt mấy cái que quy lửa mang về sử dụng. Đằng kia có một con skeleton nè. Bây giờ mình sẽ biểu diễn một phát. Một phát thôi nhá. Là đi luôn nè. Thúc. Đằng kia có một con skeleton nè. Bây giờ mình sẽ biểu diễn một phát. Một phát thôi nhá. Là đi luôn nè. Thúc. Hơi thấp. Làm lại nè. Cái cung này bắn không có sai hết trơn vậy. Búp. Bây giờ thì lại xa quá. Mình không tin là không bắn trúng.
Thôi bắn chúng đi mà. Chúng đi. Rồi, chúng rồi nè. Giờ thì đã có phát sáng rồi nè. Ủa, cái cung lapis này khó bắn ghê luôn á. Với lại nó không có đam cao nữa, mặc dù mình đã ép cái dòng sức mạnh 5 rồi. Đúng buồn luôn. Có một con skeleton nào mình bắn tới mấy mũi lần mới chết lận. Và cái này thì không có gì hết. Để coi coi, mình cần tìm một cái khu vực sâu hơn của cái tòa tháp á, thì mới có thể gặp được đồ xịn. Ây. Ui ui ui. Bỏ qua luôn, bỏ qua luôn. Ây. Ui trời, đứng rồi, đứng rồi. Ý, né 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 né. Vừa quánh vừa né gì khổ ghê á. Nhắc nhắc nhắc. Ui, hồi nãy không có cái đôi giày chắc mình đi rồi quá. Ui, đúng là cũng nên múa ở dưới cái khu vực này luôn á. Chỉ cần 2-3 bước nữa thôi là mình gớt xuống nè, cái dòng lava mất tiêu rồi. Rồi giờ thì mình chắc mình sẽ đi về hướng bên này đi. Hướng kia hơi nguy hiểm đó. Ui, đây có nguyên cái lồng spawner luôn. Ây da, con này đã vậy còn phát nổ hả? Đập 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 đập. Có nên không ta? Thôi không 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 nên đâu. Cái này để dành mình farm nữa. Vậy là mình có thể né chỗ đó ra đi, không đứng ở đó lâu. Và đi sâu hơn vào bên trong cái tòa tháp này. Mắt ma. Mắt ma nè, mắt ma nè. Rồi, ui. Ui, xuống đây phải cố gắng né mấy quả cầu này, không thôi là dính lửa đó. Tiêu diệt Blaze. Tiêu diệt Blaze nè. Rồi, đường này thì đã hết rồi. Bây giờ mình sẽ rẽ về hướng khác coi coi có gặp cái rương nào không nhá. Chứ đi nãy giờ không có gặp cái rương nào hết trơn. Bên kia còn kìa. À mà nó chưa thấy mình. Để mình áp sát đi, mình cần chiến cho chắc cú. Chứ mình tài bắn cung của mình không được giỏi á. Ui, nhưng mà ở đây có nhiều mấy cái cây nấm kiểu như nó trong suốt quá hả. Nhìn thích cực luôn ý. Hướng này cũng không có. Là chắc mình phải đi lên trên rồi. Ok, bây giờ mình sẽ thử đi lên trên nha. Không biết đường trên có dẫn tới cái khu vực nào có rương không. À, ở trên đây vẫn còn đường. Nhưng mà hết rồi. Đường cùng mất tiêu rồi. Coi nào. Nhảy làm liền một pha nha. Nhảy thôi. Ui. Ui. Ui, may mà mình đặt kịp một block để có thể bám lên trên này. Và có lẽ cái tòa tháp này là một cái tòa tháp nhỏ thôi à. Ui, ở đây còn có mấy. Ui, mấy con này mạnh vậy. Ui. Ui, ở đây còn mấy cái hồn ma dưới Nether nữa. Ây da, mình quýnh cái nó đưa ra một vài cái. Ây. Thôi xong rồi, mình lỡ tay rồi, mình quên mất, không nên. Thôi rồi, mình lỡ gây thù chút quán ở dưới này rồi. Thôi thôi thôi, em xin lỗi mấy đại ca thôi, chắc không dạy không dám ở đây đâu, em về đây. Trở lại cái cổng thôi các bạn ơi. Nãy mình lỡ dài á, mình kèo trúng cái con zombie Bitman mất tiêu rồi. Để bây giờ mình sẽ móc ra cái đùi gà ăn cho đỡ sợ coi. Rồi, sau đó mình sẽ trở về nhà và dọn dẹp đồ và làm công việc tiếp theo nha các bạn. Mình đã trở về nhà cũng như là cho hết những món đồ mình tìm được vào trong ba lô này. Và bây giờ mình sẽ lấy ra hết mấy cái loot bag nè, cũng như là mấy món quà, những cái túi nhỏ, để mình có thể bắt đầu mở trong chương trình mở quà cuối clip nha. Rồi, và bây giờ mình sẽ thử ghép mấy cái màu trắng này lại coi coi có ghép được không. Ủa, mấy cái này không có ghép lại được. Ok, chắc là nếu không ghép được thì thôi mình sẽ bắt đầu mở từ túi màu xanh trước như thường lệ. Và cái đầu tiên cho mình một cái magic Tinder. Cái này mình chưa biết công dụng nữa, nhưng mà mình có nhiều lắm ở nhà rồi á. Và mấy món đồ khác thì mình không cần, mình sẽ cho vô đây luôn nha. Rồi, bây giờ tới cái màu trắng đi. Màu trắng có vẻ cho đồ. Ui, cho đồ xịn nè. Một cái rune gì đó. Vứt cái này ra. Rồi, kế tiếp. Ui, cho giấy. Ok, lấy được. Cái kế tiếp nào. Lại là một cái rune nữa. Và mấy cái này khi mà mình gom đủ á, mình sẽ được một cái rainbow rune. Và công thức của nó dùng để làm gì mà cũng chưa rõ. Để từ từ mình sẽ thử test sau. Rồi, cái này thì cho mũi tên. Như vậy là cái uncommon thì nó sẽ xịn hơn cái common. Ồ, thì ra là vậy đó. Giờ mình cứ tưởng cái màu xanh không tốt bằng màu trắng chứ. Cái này thì cho mũi tên yếu đuối nè. Hút bác cho cái bò bít tết. Tuôn bác cho cần câu.
cái cuốc làm gì, trời ơi tôi có cuốc rồi. Cho cuốc hoài. Rồi và cuối cùng là mấy cái hộp quà. Ấy, ở đâu vậy? Và đặc biệt nhất đó chính là cái Legendary Loot Bag này. Để coi coi nó sẽ cho mình cái gì. Lại là một cái Diamond Glide nữa. Và cây này thì có chậm hỏng 3. Khi nào hai cây này hỏng á, thì mình sẽ bắt đầu ghép lại với nhau để được hai thay ma 4 nè. Và chậm hỏng 3 cực kỳ tốt. Có thêm một cái Bota toe gì nè. Độ bền còn 6 thôi. Và một cái Ender Staff tiếp. Để bây giờ mình sẽ test thử cái này nhá. Nhìn sơ bộ nó khá giống trái bom. Quả thật là như vậy, cái này là trái bom nè. Trời ơi. Vũ khí hạng nặng. Rồi trong này còn cái gì mình có thể dùng được không ta? Có vẻ hết rồi. Rồi và như vậy trong ngày hôm nay á, thì mình đã nâng cấp được một cây cung lên cái cường hóa, đó chính là chậm hỏng ở vô hạn cũng như là sức mạnh á. Và đặc biệt hơn á, thì cái em Chocobo nhà mình đã có cô bạn gái đầu tiên, đó chính là em này, và đẻ ra được một quả trứng nè. Hy vọng rằng quả trứng này trong thời gian sắp tới sẽ nở nhanh ra cho mình một bé Chocobo thật là dễ thương nhá. Rồi và cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những tập tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye.